chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SBTN do Đỗ Dũng và Vũ Ánh phụ trách. Thưa quý vị, tin tức ở trong nước mới đây cho biết là Việt Nam đưa máy bay không người lái lên để chụp ảnh những cái vùng ven biển. Đây là lần đầu tiên có thể nói là Việt Nam sử dụng các loại máy bay không người lái. Cách đây độ chừng hơn một tuần thì đã có một số nhà khoa học Việt Nam cũng mang hai máy bay không người lái lên Đà Lạt. Họ cho bay thử và nói rằng chụp hình một số cảnh ở Tây Nguyên, vùng rừng núi Tây Nguyên. Thì hơn một tuần sau thì những máy bay không người lái lại chụp hình bờ biển. Và tin tức trước đây cũng cho biết là Việt Nam, cái chuyến đi vừa rồi cũng có Tấn Dũng đi sang thăm Nga và Belarus, thì Việt Nam cũng dự trù mua một số máy bay không người lái của Belarus. Belarus là cái nước mà trước đây là cái trong cái khối Liên Xô cũ nổi tiếng là chuyên môn chế tạo vũ khí cũng như các loại mà kỹ thuật cao. Cái chuyện mà Việt Nam sử dụng máy bay không người lái có thể nói là mình lần đầu tiên mình nghe. Nhưng mà ngoài hôm nọ, như hồi nãy tôi nói là hôm nọ chụp trên Tây Nguyên thôi thì có vẻ giống như công tác nghiên cứu, nhớ không? Chụp rừng rú để coi nó như thế nào, có vẻ như là phục vụ cái ngành địa chất hay là môi trường hay du lịch gì đó mình chưa biết. Nhưng mà cái này bờ biển thì không thấy nói mục đích chụp để làm cái gì. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà tranh chấp Biển Đông hiện nay, anh biết là tàu bè Trung Quốc là thường xuyên đi xuống. Bây giờ Trung Quốc lại cấm đánh cá trong vùng biển và mới đây ba cái hạm đội Trung Quốc đi xuống nữa. Đây cái chuyện mà Việt Nam đưa máy bay không người lái chụp ảnh vùng ven biển nó có mục đích gì khác về vấn đề quân sự hay do thám hay gì không, hay là chỉ là nói là chụp chơi chơi vậy thôi? Vâng, thưa anh Dũng, chụp chơi chơi thì người ta không bao giờ dùng cái tốn phí để mà chụp những cái để mà chơi. Thật sự ra mình nói không có cái quốc gia nào mà có thể là dùng một cái phương tiện mà hiện đại nhất bây giờ để mà chụp chơi cả. Nó là vấn đề liên quan đến quốc phòng. Anh Dũng cũng biết cái máy bay không người lái bây giờ đó, nó là một trong những cái chủ đề mà thường thường người ta đưa ra trong cái ngành tình báo. Vâng. Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như ở Hoa Kỳ thì dùng máy bay không người lái ở Afghanistan, ở Pakistan. Và máy bay không người lái nó có nhiều loại lắm. Loại thì trang bị hoàn toàn những cái dụng cụ viễn thông liên quan đến cái việc mà chụp hình bản đồ. Có loại có thể gắn hỏa tiễn để vũ khí tấn công được, như trường hợp những cái loại mà do cơ quan trung ương tình báo điều khiển ở Pakistan. Vâng. Thì đây tôi nghĩ là một trong những cái hình thức mà dùng cái đó là một về phương diện quốc phòng, là một thứ hai để là một trong những cái bán tiếng là Việt Nam hiện nay cũng đã sử dụng những cái máy bay không người lái để có thể bảo vệ cái vùng bờ biển của mình, bảo vệ tất cả những cái lãnh hải của mình. Đây là một trong những cái bán tiếng với nó có tính cách tâm lý ở trong cái tình hình căng thẳng hiện nay giữa Biển Đông. Chúng ta nhìn thấy cái chuyện đó nó chỉ ở trong những cái mục tiêu đó mà thôi. Còn cái việc mà họ dùng những hình ảnh để làm gì thì chúng ta vẫn còn chưa có những cái tin tức nào mà nó và dĩ nhiên là khó lòng mà biết được cái họ dùng để làm gì lắm. Thế nhưng mà cái việc mà nhá cái đồ chơi ra mà hiện đại ra đó thì đây là một trong cái đòn tâm lý mà mình thấy rõ. Rồi bây giờ cho là nhá đồ chơi này ra, anh cũng biết máy bay không người lái thì cái khoảng cách hoạt động của nó không có xa lắm, chắc độ chừng vài trăm cây số là nhiều, trong khi Trường Sa thì cách xa Việt Nam cả ngàn cây số. Giả sử như bây giờ mình nói là chụp hình ven biển, mà giả sử như cái giả thuyết của anh đưa ra là đúng, tức là có thể nói là bắn tiếng là trong tương lai chúng tôi sẽ dùng những máy bay không người lái, có thể là mua của Belarus, và chúng tôi đi cái là tuần tra vùng biển để như vậy, để coi nếu anh có tiến vào chúng tôi cũng biết, thay vì chúng tôi tốn kém phải đưa máy bay Sukhoi, Sukhoi lên, lên, thấy không? Mà nó có vẻ giống như là khiêu khích quá, trong khi đó thì đưa máy bay người lái, không người lái, máy bay không người lái nó nhỏ, anh khó bắt được radar, khó bắt được hơn, đúng không? Theo tôi hiểu là như vậy. Thứ hai, nó không có người trong đó thì không thể gọi là một cái hình thức khiêu chiến. Thế bây giờ giả sử như bây giờ anh cho máy bay không người lái, mà anh thấy tàu Trung Quốc vào, cho giả sử tàu Trung Quốc vào đó, tất nhiên phải vào gần bờ anh mới thấy được, phải không? Xa bờ thì không thể gọi là vi phạm và không thể nào mà anh thấy được. Thế nếu giả sử như thấy thì làm cái gì? Thật sự ra đó, cái phản ứng chứ anh chỉ biết như vậy thôi, nhưng mà anh có cách gì làm để cái phản ứng của Việt Nam nó phải tùy thuộc trong là khi mà vào và nó có cái chiến tranh nó nổ ra hay không thì tôi nghĩ là họ phải phản ứng. Vâng. Chứ không có thì thật sự ra cái đó cũng chỉ là chụp hình rồi thì mình rồi thì họ để lên cái một cái web nào đó, hoặc là họp báo, hoặc là công bố trước quốc tế,
rồi cái vấn đề nó cũng chẳng giải quyết được. Cái vấn đề căn bản cốt cán vẫn nghĩa là mình có đủ mạnh để mà ngăn cản cái đó hay không, và mình có đủ cái tinh thần để mà chống lại một cái quốc gia lớn như vậy hay không. Đấy là vấn đề. Chứ còn thật sự ra tất cả những cái chuyện mà hiện nay một nước nhỏ mà có những cái phương tiện tối tân đó, thì nó cũng giống như là một cái người mà đi khoe vậy. À, tôi lấy thí dụ chẳng hạn anh nghèo quá, anh mua một cái chiếc Mercedes, tôi lại lấy cái thí dụ của anh. Vâng. Anh đi diêu diễu để tôi, nhưng mà mấy cái người lớn nó bảo mày mua một chiếc nhưng mà tao mua tới 100 chiếc. Mà có khi một chiếc mày mở ra cốp sau toàn là mì ly không? Đó là vấn đề. Thành ra cái vấn đề cốt cán vẫn là cái gọi là, tôi nghĩ là cái chiến lược của bên phía Việt Nam, của những cái nước nhỏ mà muốn chống lại cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì cái đó tôi nghĩ là Việt Nam họ cũng biết điều đó, nhưng họ vẫn làm. Bây giờ mình nói bên phía Trung Quốc, tôi biết rằng tôi vô nhà anh không cản thì được tôi. Nếu tôi thật sự muốn vô thì tôi quá mạnh, nhưng mà tôi cũng không muốn làm nghĩa là rùm beng mọi người biết. Thế bây giờ tự nhiên anh có cái camera anh quay tôi, mặc dù tôi biết là bây giờ anh có quay tôi vẫn vào, tôi vào công khai mà, tôi chả sợ. Nhưng mà có khi nào tôi ngại không? Tức là bây giờ camera nó chiếu mình như vậy đó. Ý tôi muốn nói là bây giờ Trung Quốc giả sử ngày nào đó xâm lấn Việt Nam đi, nhưng mà trước khi xâm lấn cái đoàn tàu anh đi vào là trong đây là máy bay không người lái, tôi đã thấy rồi, tôi la toáng lên hết. Liệu cái đó có làm Trung Quốc chùn bước không? Làm cho tôi ngại đi vào nhà anh không? Vâng, vì anh có camera như vậy. Dĩ nhiên là tôi lại trở lại cái thuyết cũ. Cái mà tôi theo cái lăng kính mà tôi nhìn. Vâng. À, nó cũng giống như một cái anh mà chuyên muốn bắt nạt người khác. Vâng. Khi mà thấy thằng kia nó có con dao để trong túi, mặc dù mình mà anh không có biết là nó có dám sử dụng với mình không. Vâng. Nhưng mà cũng phải ngại. Vâng. Điều đó là chắc. Và thứ hai tôi lấy sử dụng ngay một cái gần trước mắt mình ở đây. À, đối với vấn đề quốc tế chẳng hạn. Vâng. Cái chuyện gặp của ông Cận Bình với lại ông Obama sắp tới đây này. Vâng. Sắp tới đây. À, thì nó cũng gây cái trở ngại cho Trung Quốc chứ. Vâng. Anh thấy không? Một cái chuyến đi thăm để mà giải quyết những cái mắc mưu với nhau về đủ thứ chuyện đó, tôi bỏ qua những cái chuyện quan trọng nhất đi. Ừ. Thế nhưng mà khi mà nếu mà đề cập tới Biển Đông, có đề cập tới cái chuyện mà lưu thông một cách tự do ở trong cái khu vực Biển Đông đó, thì ông tuy nhiên là cái anh mà chủ tịch nước Trung Quốc đó, anh cũng vẫn phải trả lời một cái người tương nhiệm đối với mình khi họ nói ra bảo là các ông làm như này thì kẹt quá. Đó là vấn đề. Họ biết cái chuyện nó đã chưa hữu hiệu hoặc là không hữu hiệu nhưng mà họ vẫn làm, bởi vì chiến tranh tâm lý. Đó vâng. Là cái điểm mà cái quốc gia nào cũng áp dụng cái đó cả. Vâng, đó là chuyện Việt Nam sử dụng máy bay không người lái chụp ảnh vùng ven biển. Cũng liên quan đến Việt Nam thì thưa quý vị, mới đây bà luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, gửi đơn lên và thư kiện và báo cho biết là chồng của bà đang tuyệt thực trong tù để phản đối hành vi đàn áp của giám thị trại giam. Theo bà Dương Hà cho biết thì ông Cù Huy Hà Vũ thường xuyên bị một cán bộ trại giam coi như là kiếm chuyện, đó, đại khái là như vậy. Và ông đã phản đối cái chuyện này lên đến giám đốc trại giam nhưng mà cũng không ai phản ứng gì cả. Và bây giờ ông chính thức là ông tuyệt thực để cho tới khi nào mà chuyện đã được giải quyết. Ông Cù Huy Hà Vũ quý vị cũng biết hồi năm ngoái bị xử 7 năm tù và đang bị nhốt ở tại Thanh Hóa. Bà vợ của ông cho biết là đã gửi đơn lên đến coi như là cấp cao nhất để giải quyết chuyện này. Không biết chuyện này sẽ giải quyết tới đâu, bởi vì thường thì những cái vụ này gửi thì gửi chứ không có ai trả lời. Nhưng mà hỏi anh cái chuyện này, ông Cù Huy Hà Vũ là coi như đã xong, bây giờ đã ở tù mặc dù cũng không nhận tội và bà vợ cũng bảo là cũng không nhận tội. Mà cái lý do ông Cù Huy Hà Vũ á, theo lập luận của bà Dương Hà đó, ông bị tội là bởi vì ông đòi thay đổi điều 4 hiến pháp, và trong bản cáo trạng cũng nói như vậy. Nhưng vừa rồi Quốc hội Việt Nam lại kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến, thì trong đó có cả hàng triệu ý kiến, 2,6 triệu ý kiến thì phải, mà trong đó đa số đòi hỏi là hủy bỏ điều 4 hiến pháp hết. Thì bây giờ bà mới nói rằng như thế là chồng tôi vô tội, thấy không? Bởi vì nếu mà bắt chồng tôi vì cái chuyện đòi hỏi mà sửa đổi điều 4 hiến pháp thì phải bắt cả những người kia, mà trong đó có cả những đảng viên cao cấp nữa không chừng. Anh nghĩ sao với cái chuyện bà Dương Hà nói như thế? Vâng, thật sự ra thì anh Dũng cũng biết là cái chuyện mà đi ở bên cái chế độ lao tù bên Việt Cộng thì không có gì là ngạc nhiên cả. Vâng. Có nghĩa là cái khuôn mặt nào mà nó gọi là nó dùng cái cứng đầu tương ứng chung ngoặc đơn và ngoặc kép. Vâng. Là bởi vì cái đó họ biết rằng cái chuyện đó
dùng tất cả mọi thứ nó không có hữu hiệu và nhiều khi nó lại chửi nhau nữa. Vâng. Cái chuyện của ông Cú Heo Vũ nó cũng tương tự một cái chuyện mà trước đây tôi nhớ là cái thời gian thập niên giữa thập niên 60, tức là gần cái vụ mà Tết Mậu Thân. Vâng. Trước đó thì cái một cái người đối lập ở bên miền Nam đó, họ nói như thế này, họ nói là bây giờ phải tìm một cái giải pháp chính trị giữa hai bên, tức là tôi nói là cái mặt trận giải phóng miền Nam với lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó. Vâng. Thì lập tức sau đó ông Du cũng bị bắt ngay. Vâng. Nhưng mà sau ông bị bắt chỉ mấy tháng, đưa ra tòa đủ kết án đủ, ông ra Côn Sơn rồi đó, thì cả những nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đều đến Quốc hội để đọc diễn văn là hội đàm Ba Lê bắt đầu. Vâng. Thưa anh Dũng, cái đó ngày một số những nhà phân tích họ cho rằng cái điều đó nó đúng, nhưng mà ông Trương Đình Du đã đi sớm hơn thời cuộc. Anh hiểu không? Sớm hơn thời cuộc là một cái cách người ta giải thích nó cái mắc mưu đó mà thôi, nhưng mà thật sự ra cái đó đúng là một cái mà nó gọi là một cái nó, một sai lầm thì lớn thì mình cũng nói, nhưng là một cái sai lầm ở trong những cái chuyện mà nó không được dân chủ. Vâng. Nói thẳng ra như vậy. Vâng. Thành ra đây trường hợp của Quý Hà Vũ cũng là vậy thôi. Chứ họ cũng giải thích, tôi nghĩ là những nhà phân tích là cũng chỉ giải thích cách đó thôi. Và lại ông Cù Hà Vũ lại thuộc một cái phe. Một cái phe đó là gì? Là bố ông ấy là ông Cù Huy Cận đã là từng là cựu bộ trưởng Bộ Văn hóa. Thành ra những cái chuyện râu ria ở trong cái chế độ Cộng sản miền Bắc, con ông cháu cha là nó phức tạp lắm. Mình không có dám nói tất cả. Nhưng mà riêng cái ông Cù Hà Vũ này, một phần ông ấy bị đì, mà cái như vậy cũng là bởi vì những cái râu ria đó. Hồi nãy anh có nói cái chuyện đi trước thời cuộc, tôi có thể dùng cái từ nôm na lấu tấu. Vâng. Lấu tấu tức là chưa tới lúc nói mà anh nói sớm quá, giống như trường hợp Trần Đình Du như anh nói. Ông Trương Đình Du. Vâng, xin lỗi. Nhưng mà nó có cái khía cạnh này, bởi vì vừa rồi anh đề cập là ông Cù Huy Hà Vũ là con của một cán bộ cao cấp Cộng sản, mà ông Cù Huy Cận cũng là người thân cận với Hồ Chí Minh nữa. Phải chăng vì ông là cái người phe ta, mà phe ta thì ngoài cái chuyện lấu táu đâu đó, là đáng lý phe ta là không được nói cái chuyện đó, để cho phe bên kia nói thì đúng hơn. Vâng. Phe ta nói như vậy thì thành thử ra là phe ta bị bắt. Vâng. Tức là một cách nào đó một những người trong đảng bảo ông này giống như phản bội. Có phải chăng vì như vậy ông bị đi? Vâng, thường thường đó cái thời trước thời này đó thì cái cách nhìn đó nó lại còn có cái nhạy cảm hơn nữa. Vâng. Tức là những cái phía bên đối diện họ nói thì không sao. Vâng. Thế nhưng mà những cái phía mà gọi là bên mình đó, bên phe ta mà anh Dũng nói đó, đáng lý là không nên nói. Không nên nói. Đại khái như vậy. Nhưng mà cái đó mình thấy rõ rằng cái đó nó không có sức thuyết phục nhiều. Vâng. Nhưng mà thường thường cái quan điểm nó ăn sâu vào trong cái, vâng, chuyện mà nó gọi là cái cuộc chiến Việt Nam. Vâng. Nó để lại những cái hình, vâng, thức đó. Vâng. Thành ra mình phải chỉ có cách giải thích như vậy thôi. Vâng. Chứ còn thì nếu mà mình bênh hay là mình chống cái đó nó cũng không có vâng, thích hợp. Đó, vâng, đó là cái mà cách nhìn của tôi là như vậy. Vâng. Đó là chuyện liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ thiệt thực trong tù để phản đối cái thái độ của giám thị trại giam đối với ông. Quý vị đang theo dõi chương trình phân tích tin tức thời sự của đài SBTN. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.